là một người con gái hiếm hoi có thể làm nghệ sĩ Trấn Thành thất nghiệp. Thất nghiệp. Và sẽ hy vọng rằng hôm nay mình sẽ dọn sạch một phần nào đó để cho bãi biển của mình trở nên đẹp hơn, và mong rằng các bạn thật là tích cực. Vui lớn hơn rất nhiều và lấn chiếm cả cái sự mệt mỏi đó. Khả năng dọn dắt, kỹ năng anh nói trước đám đông và cả sự cẩn thận. Anh không thấy em dùng kỹ thuật ở trong này. Đó là một cái điều được đến một cách rất là tự nhiên. Chắc lần đeo bắt tay đưa em cái này. Vì sao tôi làm cái điều mà nó vô lý như vậy ạ? Thành ơi, có lý lắm. Anh có được ủng hộ em không? Dạ. Anh có được ủng hộ em bằng hành động giống như em không? Ban tổ chức sẽ gửi clip về cho anh nghiên cứu, được chưa? Hoa hậu Việt Nam 2016, chuỗi series Người đẹp nhân ái, 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9, bắt đầu từ ngày 26 tháng 6, 2016.